Dân mạng đòi công khai mẹ ruột của con trai, Đàm Vĩnh Hưng phản ứng cực cắt, chi vậy có gấp không? Đàm Vĩnh Hưng cho biết trong 3 năm qua, những bài thơ đầy ẩn ý của anh chính là dành cho con trai. Khi dân tình yêu cầu nam ca sĩ công khai mẹ đứa bé, ông Hằng Nhạc Việt cũng lên tiếng phản hồi cực cắt. Hiện tại, thông tin Đàm Vĩnh Hưng công bố con trai ruột bolo Lô Huỳnh tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân đã được 3 tuổi trong live show kỷ niệm của mình, đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Theo đó, anh cho hay bé là mảnh ghép quan trọng của mình trong cuộc đời này. Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Bô Lô Hình, đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng. Tại Lai Sâu, khoảnh khắc bé Bolo bước ra đã chạm đến trái tim nhiều người, không chỉ có tiếng reo hò, phố tay mà nhiều khán giả còn xúc động rơi nước mắt. Với ông Hoàng Nhạc Việt, qua lời nói của một người em, anh nghĩ đến việc đã đến lúc phải công khai câu chuyện này với dân tình, cho bé một sự công nhận và được giới thiệu đến với mọi người xung quanh. Ít phút trước, ông Hoàng Nhạc Việt đã có những chia sẻ về việc anh bị trang trong suốt 3 năm qua trên trang cá nhân, đồng thời nam ca sĩ còn hé lộ bài thơ đầu tiên anh sáng tác cho quý tử đầu lòng. Cụ thể, đàm với những phần trần, trong 3 năm qua, ai đã từng đọc được những bài thơ hay bài viết hương đăng lên Facebook để nói về một cuộc tình khó đoán nào đó, hôm nay khai thật. Tất cả những chữ anh em ta em là điền vị trang kiểu Úc thôi. Thật ra đó là viết cho em bolo bởi anh ba Hưng đấy. Từ 10 giờ đêm đến ngày 2 tháng 10, Hưng đã quyết định vạch áo cho người xoa xoa nên sẽ đăng lại những bản nguyên gốc nhé. Cả nhà có muốn xem bài thơ đầu tiên ba Hưng viết cho Bolo không? Bài thơ đầu tiên nam ca sĩ dành cho con có tựa đề là Duyên chất chứa để tình yêu thương. Con đã đến một giấc mơ có thật, thật như đường kẻ chỉ trong lòng bàn tay. Con đến đây khiến đời ba rẽ lối, nửa đêm dài bằng tiếng cựa mình con, làm sao quên phút giây đầu tiên ấy, đưa tay gầy, đón trọn một vùng trăng, từng băn khoăn và nhiều lần tự hỏi đến bao giờ mới mỏi cánh chim bay, đang đưa tay ba ngước nhìn tự thú, đến bây giờ mới viết đủ chữ duyên. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ đăng tải ảnh con bé của nhóc gì khiến nhiều cư dân mạng cũng tò mò về mẹ đứa bé là ai. Trước sự đồn đoán của netizen, Đàm Vĩnh Hưng cũng không quan tâm và trả lời một cách cực khéo léo. Đồng thời, giọng ca xin lỗi tình nhiều cũng sẽ xóa những bình luận tiêu cực, chỉ mong con trai nhận được những điều tốt đẹp hơn. Các em ạ, à, anh chỉ sẽ like và comment những câu hỏi nào anh có thể trả lời cho các fan. Anh không trả lời là anh đã có lý do. Và trong này anh kiểm soát từng comment một. Bất kỳ một comment nào khiến anh không vui, anh sẽ xóa hoặc bỏ lúc cài lập tức. Dù đó là một ai cần ủng hộ dù đó là một ai cần ủng hộ cho con mình tiêu cực hoặc không vui. Để tránh việc cây gỗ, xả rác trong nhà anh, anh xưa này là thế, chỉ cần chất không cần lượng. Hãy là một người fan yêu thương và thấu hiểu, chứ đừng là một người chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà quên rằng mình đang làm tổn thương sự trương tư của người khác, các em nhà. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác. Có thể thấy những hình ảnh đáng yêu của con trai Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả phải suýt xoa. Mọi người đều khen ngợi rằng nhóc thì có vẻ ngoài rất điển trai, khôi ngô tuần tú như tài tử. Cậu bé thừa hưởng nhiều ghen trội từ nam ca sĩ và là bản sao hoàn hảo của bà, đặc biệt trong các khung ảnh hậu trường. Có thể thấy bé bù Lưu hình cũng rất ngoan, dù chờ đầy lâu để xuất hiện nhưng bé không chút khó chịu mà ngồi trong lòng người thân cực kỳ thoải mái, thậm chí còn có khoảnh khắc hiếm hoi cười với ông kính truyền thông. Đàm Mỹ Nhưng nói, sự xuất hiện của con trai khiến cuộc đời và tính cách anh thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, anh không còn thích phát ngôn gây sốc, thể hiện sự ngông cuồng hay làm quá như trước. Ngoài giờ đi diễn, anh lúc nào cũng mong nhanh được về với con.